Bạch Diên và Bạch Đế thân thiết vô cùng, tình như thủ túc. Bạch Diên tính tình lương thiện, tuyệt kỹ trong tay là chữa bệnh cứu người, được người đời gọi là Thánh Thủ Bồ Tát. Cuộc chiến giết thần, Bạch Diên chiến tử, đời sau của Bạch Diên được Bạch Đế nuôi nấng. Ta nói cho các ngươi những điều này là vì Bạch Diên là anh hùng vì nhân tộc mà đổ máu chiến tử. Ta hy vọng đời sau của hắn lấy hắn làm niềm vinh quang. Biển có cơ sở và phong phú đẹp đẽ đó. Tao suýt nữa thì tin, đáng tiếc, ngươi chung quy chỉ là một kẻ lừa đảo. Thành Thiên Châu, tiểu thư, đến Thành Thiên Châu rồi. Thành Thiên Châu, bao nhiêu ký ức trước kia đều xảy ra từ nơi này. Cuộc chiến giết thần. Bạch Diên chiến tử tại đây. Hai vị đó là tiểu thư và công tử của Bạch Diên gia vậy? Bạch Mộng Chu tiểu thư không hổ là đệ nhất mỹ nữ của Thành Thiên Châu, là kiểu mỹ nữ có nằm mơ cả đời cũng không mơ tới được. Bạch Mộng Chu tiểu thư tâm địa lương thiện, trong phương viên mấy ngàn dặm bên đây không biết có bao nhiêu người từng nhận đại ơn của tiểu thư. Điều quan trọng nhất là Bạch tiểu thư thông minh bẩm sinh, gần sát đại đạo. Mọi người đều nói Bạch tiểu thư là tiên nhân tuyệt thế. Nghe nói dạo gần đây có rất nhiều thế lực lớn đều tới Thành Thiên Châu cầu hôn. Không biết Bạch tiểu thư, nhưng Bồ Tát sống cuối cùng sẽ gả cho ai đây? So sánh thì thấy Bạch Nham công tử kém hơn nhiều. Bạch Nham công tử bẩm sinh thiên tư ngu ngốc, không giỏi tu hành, coi như là phế vật. Chờ sau khi Bạch tiểu thư gả đi, Bạch gia chẳng phải sẽ không có ai kế thừa hay sao? Tại sao lần nào cũng bàn luận về ta? Tiểu gia ta không phải phế vật nha. Đi ngang qua xin đừng bỏ lỡ. Công tử xem một chút đi, đều là bảo bối. Không chừng vận may tốt có thể kiếm được một thanh Chuẩn Đế binh. Lục Trầm, khuyên ngươi một câu, những người này giống như ngươi, phần lớn đều là kẻ lừa đảo, đừng tiêu uổng tiền. Những thứ này của ông nha, ta lấy hết. Cái gì? Vị công tử này, ngươi không đồ đó sao? Gói lại đi. Vẫn là vị công tử này biết xem hàng, nếu ngươi mua hết, ta tính rẻ chút cho ngươi. Công tử, ngươi cầm lấy đồ. Đa tạ. Ta nói nè, có người ngươi bị sao vậy? Bản thân ngươi là một tên lừa đảo. Còn không nhìn ra ông ta cũng là tên lừa đảo, nhìn không ra những thứ đó là giả sao? Nhìn ra. Nhìn ra, ngươi còn bị ông ta lừa mà. Đầu óc của ngươi có vấn đề sao? Cái ta muốn là mảnh vải này. Một mảnh vải đất. Xem ra đầu óc của ngươi quả thì có vấn đề rồi. Thành Thiên Châu không biết. Ngươi có thể phát giác ta đã tới không?